Thưa quý vị và các bạn, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, mưa dông ở khu vực Bắc Bộ đang có xu hướng tăng lên, đặc biệt là tại nhiều khu vực vùng núi cần đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét và sạt lở đất. Trong khi đó, thủ đô Hà Nội cần chủ động để ứng phó với tình trạng ngập úng cục bộ. Ngày hôm nay 29 tháng 5, vùng núi Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, một số nơi mưa to trên 60mm, tập trung ở Lào Cai, Hà Giang, Yên Bái, Tuyên Quang, Bắc Cạn và Cao Bằng. Từ đêm 29 cho đến đêm 30 tháng 5, vùng núi và Trung Du Bắc Bộ hứng thêm một đợt mưa mới, với lượng mưa từ 60 cho đến 100mm, có nơi trên 120mm. Hà Nội và các tỉnh thành phố đồng bằng Bắc Bộ cũng xuất hiện mưa rào và dông, cục bộ có mưa to. Chiều và đêm 30 tháng 5, mưa sẽ lan rộng xuống khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế. Cơ quan khí tượng cảnh báo, vùng núi cần đề phòng nguy cơ lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh vùng núi Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và ngập úng tại các khu vực trũng thấp. Theo cơ quan khí tượng, trong những ngày tới và nửa đầu tháng 6, tại Hà Nội và các tỉnh thành Bắc Bộ sẽ xảy ra hai đợt mưa dông trên diện rộng, nên nhiệt độ toàn vùng sẽ đồng loạt giảm, cảm giác mát mẻ bao trùm khu vực Bắc Bộ.